Cháu ơi, đây bác cho tao nè. Cháu thấy bác là người như thế nào? Nhìn xa thì giống đuôi ươi, lại gần mới biết thì ra con người. Tuổi tác thì tầm 70. Nhưng sao tiếng cười lại rất trẻ trung, dù nhìn không được bình thường. Ai ngờ là người hiền lương. Hay thật. Linh ơi, anh yêu em.